Đấy thì không phải là re nhé. Chị đốt cho đấy, chị đốt bằng đốt điện. Nhìn người biết là chị đốt bằng đốt điện rồi. Cái máy đốt điện tức là nó có cái đầu que que ấy, mình đốt điện. Dạ đúng rồi. Chạm như ra kiểu cái mỏ hàn ấy. Đúng rồi, thì lấy vào đốt điện. Chị đốt điện bây giờ nó bị thâm hết cả. Cái này thứ nhất bây giờ mình phải trị cái thâm rồi đã. Sau rồi thì mình sẽ đốt lại bằng công nghệ laser chị. Các laser thật sự là không chạm vào da dùng ánh sáng này đốt. Còn của chị bây giờ là nó bị thâm do vấn đề là mình đốt sai. Được một tháng rồi. Dạ vâng. Chứ còn mụn thịt mà để này thì kinh quá nhé. Bây giờ thì sẽ kê đơn cho chị để mình điều trị cái này. Lần sau thì đến đây mình sẽ đốt vào cái laser, nó sẽ không có bị như này nhé. Và cái thâm nó không ghê gớm như này. Thứ hai là mình kiểm soát thật tốt nhé. Ok. Dạ.